Xin chào các bác nha. Hôm nay em lại giới thiệu với các bác một cái sản phẩm, đây chính là một cây kẹp bắt rắn nha. Đây là một cây kẹp bắt rắn đa năng các bác, nó có thể bắt rắn, cua, cá, ếch, nhái, chuột, bọ, nói chung là tất cả những các thứ gì mà các bác không muốn động tay vào thì các bác đều có thể sử dụng được nha. Đây là một cây kẹp mà 1m2 các bác nha. Thì 1m2, bình thường nó dài 1m2 như này. Nhưng mà khi mà chúng ta không sử dụng thì nó có thể gấp đôi như này. Đấy. Bây giờ khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ việc lắp nó vào như này. Ấn cái chốt này xuống là nó là chúng ta sẽ ấn vào nhé. Lắp rất là đơn giản luôn đấy, đơn giản các bác. Và chúng ta lắp thêm cái đỏ đỏ này vào được là được này. Ấn. Còn bây giờ là đây là một cái kẹp 1m2 các bác nhé. Thì đầu khung này là 100% bằng inox các bác nhé. Kẹp này là 100% bằng inox chống rỉ luôn. Và ngoài ra khi mà chúng ta kẹp lại như thế này rồi ấy, thì chúng ta có thể là nó có cái chốt an toàn ở đây này. Đấy, các bác có thể gài chốt an toàn này vào là được. Các bác có thể gài chốt an toàn vào. Rất là an toàn các bác nhé. Đấy, thả ra nó vẫn không thể được, nó vẫn không thể nhả ra được. Nói chung cái này nó có thể phù hợp cho chúng ta bắt tất cả các loại rắn, từ rắn to, rắn bé, rắn lớn, rắn gầy, nói chung là tất cả luôn. Còn cây kẹp này thì nó làm bằng inox, nó chất liệu khá là dày dặn đây các bác nhìn này. Khá là dày, rất là dày luôn. Và cái kẹp này thì giá nó cũng khá là rẻ các bác nhé. Nếu mà các bác nào có nhu cầu liên hệ thì các bác có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại trên màn hình nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.